Chào mừng các bạn đã đến với kênh Minh Vlog Phong Thủy Tử Vi. Hôm nay tôi sẽ mang đến các bạn một video nữa về chủ đề tử vi 12 con giáp. Hồ nữ sinh vào tháng âm lịch này trong năm 2021 mở cửa đón thần tài, tiền tiêu càng hăng, kiếm càng được nhiều. Theo tử vi về 12 con giáp, phụ nữ sinh vào các tháng sinh âm lịch vượng tài lộc trong năm 2021 dưới đây được cho là gặt hái được rất nhiều may mắn, đặc biệt là phát tài phát lộc, hưởng cuộc sống giàu sang khiến người khác phải ngưỡng mộ vô cùng. Ai cũng mong mình có một cuộc sống thuận lợi, bình an, sung túc, hoặc không thì cũng cầu cho đủ ăn, đủ mặc. Thế nhưng mỗi người sinh ra lại mang một số mệnh khác nhau, vận trình thăng trầm, sướng khổ cũng không giống nhau. Bên cạnh sự nỗ lực tự thân thì vận may cũng có vai trò không nhỏ quyết định cuộc đời sang nghèo của mỗi người. Theo tử vi khoa học, ngoài năm sinh con giáp thì ngày sinh tháng đẻ âm lịch cũng ảnh hưởng lớn đến vận mệnh, cuộc đời, tài lộc của con người. Bước sang năm Tân Sửu 2021, phụ nữ sinh vào các tháng sinh âm lịch vượng tài lộc. Dưới đây sẽ được cho là sở hữu rất nhiều phúc khí từ khi sinh ra, được thần tài che chở và đỡ đầu nên dễ dàng phát tài phát lộc, tiền tiêu thả ga trong năm con trâu này. Vậy hãy cùng xem có bạn trong đó không nhé. 1. Phụ nữ sinh vào tháng 2 âm lịch. Đa phần những người phụ nữ sinh vào tháng 2 âm lịch đều được trời phú cho tính cách hiền lành, điềm tĩnh, biết đối nhân xử thế khéo léo nên vận trình cuộc đời khá suôn sẻ, nhờ quý nhân luôn đồng hành. Dù họ có gặp bất cứ khó khăn nào, sẽ nhận được sự giúp đỡ, chỉ đường dẫn lối kịp thời của quý nhân, giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng. Có thể nói, họ có một cuộc sống viên mãn ngay từ nhỏ, đến khi trưởng thành cũng được yêu thương hết mực. Thế nhưng, nhìn chung cuộc đời của người phụ nữ sinh vào tháng 2 âm lịch chỉ được coi là thuận buồm xuôi gió, chứ không có gì đột phá. Vậy nhưng, mọi chuyện sẽ rất khác biệt khi bước sang năm 2021. Bước ngoặt của người sinh tháng 2 âm lịch cuối cùng đã đến, đòi hỏi bản mệnh cần có sự chuẩn bị tinh thần để không bỏ qua cơ hội hiếm có lần này. Theo đó, sau quãng thời gian nỗ lực bền bỉ trước đó, phụ nữ sinh vào tháng âm lịch này sẽ có cú lội ngược dòng đáng nể. Dù lúc trước khó khăn ra sao thì tài vận trong năm nay sẽ tăng cao rõ ràng. Được cả quý nhân và thần tài tương trợ, sự nghiệp tưởng bế tắc nhưng tìm ra giải pháp, mang tính bước ngoặt kéo theo tài lộc dồi dào, tài chính dư giả, thoải mái chi tiêu. Người kinh doanh thì đơn hàng về tới tấp, lợi nhuận ùn ùn tăng, dù có mối làm ăn lớn hay nhỏ cũng đều sinh lời. Phụ nữ sinh tháng 3 âm lịch. Phụ nữ sinh vào tháng 3 âm lịch được coi là tháng sinh may mắn, vơi vét của cải lộc trời. Những người tháng sinh âm lịch này ngay từ khi sinh ra đã hưởng nhiều vận may hơn người khác. Họ là tiếp người vui vẻ, lạc quan, hào phóng, sẵn sàng giúp đỡ người yếu thế hơn mình và chia sẻ những gì mình có cho người khác. Nhờ vậy mà được trời ban nhiều phúc đức, quý nhân song hành. Hơn nữa, họ còn rất biết tiết kiệm, biết cách quản lý tài chính thông minh, biết vun vén chăm lo nhà cửa, tính cách lại trầm ổn và đặc biệt không bao giờ thích phải dựa dẫm vào phụ thuộc vào bất cứ ai. Những người phụ nữ sinh tháng 3 âm lịch có ý thức về tiền bạc rất rõ ràng, cũng luôn tìm cách kiếm tiền để nâng cao chất lượng cuộc sống. Dù không sinh trưởng trong gia đình sung túc, giàu có nhưng lại đầy đủ bản lĩnh và đức tính tuyệt vời, họ vẫn có thể dựa vào chính đôi tay của mình để gặt hái thành công và tiền bạc dư giả. Mặc dù trải qua khoảng thời gian khó khăn vất vả, nhưng bước sang năm 2021, tất cả nỗ lực cho đó đều được đền đáp xứng đáng. Con đường sự nghiệp của những người này trải đầy hoa hồng, khẳng định được năng lực của bản thân, giành lấy sự tin tưởng và ngưỡng mộ của người xung quanh. Nhờ vậy, khả năng thăng chức tăng lương cũng nằm trong tầm tay. Túi tiền của người này lúc nào cũng rủng rỉnh, tha hồ mua sắm hay chi tiêu theo ý thích, tiền hết rồi lại có, bởi các cô ấy hoàn toàn có khả năng kiếm lại được nhanh chóng. Phụ nữ sinh vào tháng tư âm lịch. Những người phụ nữ sinh vào tháng tư âm lịch cũng được coi là mang nhiều phúc khí và may mắn. Ngay từ khi sinh ra, họ đã được coi là phúc tinh của gia đình, thường xuyên mang đến những may mắn và tài lộc bất ngờ cho người thân. Đặc biệt, người này có tính độc lập, biết dựa dẫm hay ỷ vào người khác. Trong cuộc sống, dù gặp bất kỳ khó khăn gì, họ cũng tự đưa ra mình giải quyết cho bằng được bằng bản tính kiên cường và mạnh mẽ của bản thân. Trong năm 2021 này, cuộc đời của họ như đã bước sang một trang mới, rực rỡ và thăng hoa hơn, đường tài vận vô cùng vượng phát, làm ăn sinh lời, đầu tư lớn nhỏ đều có lãi. Người làm ăn kinh doanh dễ dàng trở thành bà chủ với nguồn tài sản đồ sộ trong tay, tiền bạc tiêu thả phanh, tha hồ làm điều mình muốn.
Sự nghiệp cũng có bước đột phá mới, đánh dấu một mốc quan trọng trên con đường phát triển công danh của bản thân trong tương lai. Còn chần chừ gì nữa mà không hưởng thụ thành quả do chính bản thân gây dựng nên. 4. Phụ nữ sinh vào tháng 6 âm lịch. Đa phần phụ nữ sinh vào tháng 6 âm lịch đều sở hữu tính cách mạnh mẽ, kiên định và nhiệt huyết với bản thân của mình. Họ thường được ngưỡng mộ vì sự bản lĩnh hơn người của mình. Những người này mang trong mình một ý chí phấn đấu không ngừng nghỉ. Dù hoàn cảnh xuất thân ra sao, họ vẫn đứng lên bằng chính đôi chân của mình, gặt hái thành công bằng chính đôi tay. Tự nhủ bản thân phải cố gắng, nỗ lực thật nhiều để tìm kiếm cơ hội đổi đời giúp ngày tháng sau, ngày viên mãn đầy đủ. Có thể nói, họ là những người có tham vọng rất lớn, không bao giờ chấp nhận cuộc sống tầm thường. Và trong năm 2021 này, những người này được quý nhân đưa đường dẫn lối giúp họ tìm được hướng đi phát triển sự nghiệp lên tầm cao mới. Đặc biệt, họ sẽ có nhiều cơ hội phát tài, tiền bạc nhiều không đếm xỉa. Cuộc sống thăng hoa, viên mãn như ý muốn. Dù ít dù nhiều, vận may cũng mỉm cười ban cho phụ nữ sinh tháng 6 lịch một cuộc sống sung túc, muốn làm gì cũng được, không phiền muộn lo âu về tiền bạc trong năm nay. 5. Phụ nữ sinh vào tháng 10 âm lịch. Trời sinh ra những người phụ nữ sinh vào tháng 10 âm lịch đều có ý chí tiến thủ, tham vọng, không ngại đối mặt với khó khăn trắc trở. Càng thử thách, họ càng mạnh mẽ hơn lên rất nhiều. Tuy nhiên, dường như ông trời cũng muốn thách thức họ trước khi thành công ập đến. Cho người sinh vào tháng 10 âm lịch, thường gặp nhiều khó khăn vào giai đoạn tiền vận nhưng lại thăng hoa vào giai đoạn trung vận. Họ là những người có vẻ ngoài khá lạnh lùng, không giỏi thể hiện bản thân qua lời nói, mà chỉ có thể dùng hành động để chứng minh mọi thứ. Bước vào giai đoạn nhất định, họ sẽ thăng hoa cả tình lẫn tiền, sẽ được tận hưởng cuộc sống viên mãn và hạnh phúc. Và năm 2021 này chính là một thời điểm vàng trong cuộc đời của họ. Cuộc sống trước đó có khó khăn thử thách thế nào, nhưng may mắn ở bên cạnh họ luôn có quý nhân và thần tài hỗ trợ. Đặc biệt những người này sống có tình, có nghĩa, không chỉ giúp gia đình mà bạn bè họ cũng nỗ lực hết mình. Chỉ cần mọi người xung quanh vui thì họ cũng thấy mãn nguyện, nên khi sóng gió được người khác giúp đỡ lại là điều đương nhiên. Trong năm 2021 này, những quý cô sinh vào tháng 10 âm lịch sẽ được thần tài chở che, càng chăm chỉ làm ăn đầu tư sẽ càng sinh lời ngoài sự mong đợi. Tiền trong tài khoản tăng lên mỗi ngày, cuộc sống từ đây không cần lo âu, phiền muộn, viên mãn sung túc đầy ắp niềm vui và thăng hoa. Cảm ơn các bạn quan tâm và dành thời gian theo dõi. Các bạn có thể nhấn like và đăng ký kênh để sớm nhận được những video mới nhất. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai.